Hello, chào mừng cả nhà cùng tất cả các bạn đến với video tiếp theo của kênh Thanh Võ Bảy Lòng. Thì mình trở lại với cái luồng bảy rắn ở Củ Chi á các bạn, là 30 cái ha. Đầu video cũng cho mình gửi lời chúc cả nhà cùng tất cả các bạn ăn được thật nhiều sức khỏe, cùng mình thăm bảy rắn cho vui. Mình xin mời các bạn. Thì trước tiên mình vô mình thăm cái bẫy đầu tiên mình ở ngay chỗ đó các bạn, bên cái góc bờ ao mình đó. Mình quay đường này cho các bạn xem trước nha, cũng như thường khi hôm nay mình đi 18 con chuột rồi các bạn ha. Với mình giữ là lúa để cho chuột ăn ha. Bên đây là cái nón mình đội với hai cái bẫy xe cua các bạn, với hai túi lưới, dưới là dao kìm này kia rồi thôi nha các bạn. Bây giờ mình xin mời các bạn á cùng mình vào hầm bẫy rắn cho vui ha. Đến với cái bẫy đầu tiên thử coi nó có may mắn không nha các bạn. Cái luồng bẫy này mình đặt ở Củ Chi này, từ hôm nay thăm cũng nhiều kỳ rồi nó cũng không có trúng các bạn ơi, lần ít vậy thôi. Cử rồi được 2 ký mấy, có được em hành nhất con đó về mình cân là 7,5 lạng các bạn. Và cái bẫy đầu tiên, trời ơi cái gì mà dữ vậy trời. Nè các bạn, con gì nè, nó trống lỏng vậy luôn nè các bạn, mà con chuột mình còn sống luôn mới ghê chứ. Ủa con chuột, ủa à, lũi vô đây các bạn, tại nhờ có gác á, nhờ có gác nó mới sống nổi nha, chứ mấy là con này đi rồi người ta ai moi cái bẫy mình ra hay là chó gì các bạn ơi. Rồi thôi mình tiếp tục đi ăn hơi cái đầu tiên luôn, không mất là hên lắm rồi. Rồi tiếp tục ở đây mình liên tiếp có 2 cái luôn các bạn, mình mang cái bẫy mình mới rút đi cọn chuột á, mình để gác vậy luôn. Ở đây một cái và bên góc bờ bên kia một cái các bạn, mình đánh 2 cái góc bờ mỗi bên cái. Cái này bữa mình mới dời về nha các bạn, cái này mình mới dời vô đây chỗ này nha, đằng kia ta đây là đúng rồi. Rồi sao như mình thấy nó trống lỏng rồi các bạn, đúng rồi, chết rồi, còn chuột luôn các bạn ơi, chuột lúa còn luôn. Đây rồi, đây rồi, rồi đi nha các bạn, và hầm cái kế bên. Rồi tiếp tục ngay đây mình có một cái nữa nè các bạn, ở đây cỏ quá rậm các bạn ơi, mịt mù luôn, chỗ nào mình cũng quên luôn rồi. Cái này hay là đằng kia ta, này gì mình mới vô đặt cho nên mình cũng không nhớ nha các bạn. Ủa quên luôn rồi trời, chết rồi. Ở bên đây, bên đây đúng rồi, bên hàng rào này mới có 6 đêm cái mình quên luôn các bạn. Ở chết nữa các bạn ơi, chuột còn luôn. Rồi hết lúa rồi các bạn, cái bẫy này hết lúa rồi. Cái bẫy này mình dời lại đằng kia các bạn ơi, chuột còn nữa các bạn, cho nó ăn lúa cái mình dời lại đằng kia. Rồi tiếp tục ở đây mình có 1 cái nữa các bạn, cái này không phải lúa nha các bạn, này là cỏ nha, chứ lúa mình không dám lội đâu. Cái này cử rồi nó hụt rồi các bạn, chỗ nào giờ mình quên luôn rồi trời. Ồ, nhà hỏng rồi các bạn ơi, con chuột còn luôn. Rồi cái đầu tiên dính cái thằng hai kỳ ra hụt hết trơn các bạn. Đặt tiếp, còn chuột mình đặt tiếp cho nó bịt lúa rồi mình đi tiếp nha các bạn. Tiếp tục mình đến với cái bẫy tiếp theo đó các bạn. Trong cái vườn dừa đó có người ta đang xịt thuốc đó nghe các bạn, cho nên mình lợi tới cái bẫy mình không có nói chuyện nha các bạn. Ngay đây là mình bắt mấy em ăn khủng rồi các bạn. Cử rồi là ngay đây mình làm một em 7,5 lạng các bạn, mà mình thăm cái đầu tiên luôn á. Bữa nay mình đi đường bên kia, mình thăm bên kia trước là trở lại đây thăm sau nè các bạn. Lúa này chín nè, vài bữa nên ta cắt rồi các bạn. Hồi đám bên đây mới tổ, bẫy mình ngay chỗ cái gốc bờ này nè, ngay đây nè.
chưa có em nào hết trơn các bạn ơi. Rồi nhẹ quê các bạn ơi, gần chuột chạy ra luôn rồi, cử này hụt rồi nè các bạn. Hồi nãy giờ chưa có con nào nữa ngàn á, mình vô lúa cho nó ăn rồi đi tiết nữa các bạn. Tiếp tục mình đến với cái bẫy tiếp theo các bạn. Cái này cử rồi mình làm hai em hữu hành ba nè các bạn. Coi cử này coi nó có không, chỗ nào mình quên luôn trời. Sao bữa nay nó cỏ nó mọc lên không nhớ luôn. Ở đây này, đằng này đúng rồi. Sao mình thấy có giống người lội ngang đây rồi trời. À, con gì vậy? Chuột nó môi ra ta. Rồi sao nghe nặng nặng nè các bạn. Nặng nè. Rồi vô vô nè các bạn. Thành hành nè các bạn. Trời ơi, hành người ba nữa các bạn. Mà em này mới vô ăn con chuột. Không biết phân nha. Nè. Em hành đầu tiên, mới hàng em hành đầu tiên. Cái bụng nó no nè các bạn. Chuột ăn nuốt con chuột vô giả. Từ nãy giờ mới được em thành ba đầu tiên nè các bạn. Đặc biệt luôn. Mình đổi cái bẫy khác vô rồi đi tiếp các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Cái này cứ rồi mình dính em hổ ngựa. Mình đi vội vã có lẹ quá, nó có lắc thì rung rồi các bạn thông cảm nha. Rồi cứ này chết quá các bạn ơi, chuột nằm. À, còn lúa còn chuột luôn. Rồi mình đi làm cái khác các bạn. Tiếp tục ngay đây mình có con cái nữa các bạn ơi. Ngay đây gần lộ quá, mình đi lẹ đi vô thăm cái người ra các bạn ơi. Chỗ nào quên luôn trời. Đây nè đúng rồi, sát đường luôn. Rồi chết quốc luôn. Rồi chết chuột. Rồi cái bẫy này rút đi luôn các bạn ơi. Tiếp tục ngay chỗ bờ tường thì mình có con cái nữa các bạn ơi. Ngày hôm nay em trời cũng không có nắng, không chuyển mưa. Ui ui cũng đỡ. Cái này mình cũng mới dời vô luôn đó các bạn. Mới dời vô đợt rồi. Ngay đây hơi rộng các bạn ơi. Rồi có phần rồi các bạn, có phần rồi. Ủa có phần mà sao thấy con chuột nằm trước rồi trời. Phải phần không? Đúng rồi. Ủa sao nhẹ tưng vậy trời. Ủa con hành nữa các bạn ơi. Con hành này chừng lạng rưỡi nha các bạn. Ủa một lạng luôn nữa. Hết biết luôn. Rồi con thứ hai. Quá bèo luôn. Nè, nè. Rồi mình đi thăm tiếp các bạn. Tiếp tục ngay chỗ bờ tường này mình có con cái nữa nè các bạn. Cái này cử rồi mình thăm là cái anh. Anh đứng ở trong mình nhìn mình nha. Dính một em hành đó các bạn. Mình vẫn đặt lại. Không biết đặt lên chỗ này hay đằng kia nha các bạn. Mình cũng quên rồi. Mình nhớ là mình chạy vô đây mình đặt mà không biết những chỗ nào. Mình quên rồi. À đúng rồi. Ở bên trong này các bạn ơi. Phải không ta? Đúng rồi, bên đây nè. Chứ không phải ngay chỗ đó, ngay đây nè. Rồi, có con hành luôn các bạn. Đi lên. Ây da. Bị nước bỏ rồi. Ba nữa rồi các bạn ơi. Em này gì nổi không ta? Ôi, không nổi các bạn ơi, hai lần rưỡi. Em thứ ba. Mình đổi cái bẫy phụ vô rồi đi thăm tiếp các bạn ơi. Rồi tiếp tục ngay cái đường cống này mình có một cái nữa các bạn ơi. Rồi hôm nay là thất rồi các bạn ơi. Mới có ba con nhỏ nhỏ không. Mình đặt mé bên cống rồi. Trong kia người ta nhìn mình các bạn ơi. Kệ người ta. Nhìn nhìn mình đặt khóa là người ta khóa rồi nó khóa còn không thôi. Rồi hình như
gì có rồi các bạn ơi. Con gì đấy? Mình thấy nó nhúng nhích ở trong rồi. Ồ, con giỡn. Hình như giỡn con nữa các bạn ơi. Không biết bự không nữa. Hả? Nghe khó. Táp này khục khục ở trong các bạn. Bự không? Ồ, được. Con này cũng không được các bạn ơi. 8 lạng, 7-8 lạng gì. Nhỏ lắm. Từ nãy giờ mới được con này các bạn. Hết biết. Rồi thôi mình đặt cái bể phụ vô rồi mình đi tiếp nha các bạn. Rồi tiếp tục ở đây mình có 1 cái nữa các bạn ơi. Rồi qua bên kia 2 cái nữa là hết rồi các bạn ơi. Nhờ 3 cái sau này con có vớt là nổi không? Em nào khủng hơn chứ con. Sao mình thấy bò quần ra cái con gì mà quần nát hết trơn cái khu này luôn rồi các bạn. Bò. Đừng có đạp cái bẫy mình là được rồi. Bò quần mấy con. Chưa, còn là có gì không? Trời ơi, trắng lỏng luôn trời. Ủa, cái chỗ ngon thấy sợ luôn mà không có gì, lúa còn luôn. Qua 2 cái nữa hết rồi các bạn ơi. Rồi, mình đến với cái bẫy tiếp theo các bạn. Cái này 1 cái nữa hết rồi, người ta đem bò ra là dòng ngay cái bẫy mình luôn các bạn. Kế bên luôn nè. Mà hên là mình đặt ở trong đây nè. Nó không có dặm được. Chứ hơi nó dặm là nó bấy luôn đó các bạn. Rồi xong. Sao mà trong lỏng gì không nữa các bạn. Trong lỏng gì luôn. Làm mình còn có vô bạn. Vô. Nó nằm phanh đó các bạn. Vô. Giỡn nè các bạn. Lớn không? Trời ơi. Bằng con nãy luôn các bạn. Con này vô lâu dữ lắm. Cái đầu đen thui luôn. Hồi ối chuột con. Banh sát luôn. Con này y như con nãy luôn, bày luôn rồi các bạn. Quá nhỏ các bạn ơi. Hôm nay là toàn vậy không nữa các bạn. Hết biết thiệt chưa. Quá trời quá đất. Cái có cũng còn hơn không. Vớt lại tiền xăng lúa chuột được cũng được nha các bạn. Để mình coi mình nghiên cứu mình lấy tấm hình cho đẹp đẹp đấy các bạn ơi. Gắn đồng là vậy các bạn, nó cũng khò khè ha. Rồi đẹp rồi các bạn ơi, mình bắt em nó đem ra ngoài, mình bắt nó ra rồi mình đi hâm 1 cái nữa hết rồi các bạn ơi. Rồi mình đến với cái bẫy cuối cùng luôn các bạn ơi. Ở đây giờ người ta chưa ca hát quá trời luôn các bạn ơi. Chỗ nào giờ mình cũng quên luôn rồi. Cái này bữa mình mới giờ vô mình không nhớ các bạn ơi. Ở đây nè, ở đây. Đúng rồi đây nè. Mới giờ cho nên mình cũng không nhớ. Rồi. Cái cuối cùng bị lật cái bẫy lên rồi các bạn ơi. Chó hai con gì lật cái bẫy lên này. Trời ơi cái này không phải đâu nha các bạn. Cái này lơ mơ người ta bắt con rắn của mình rồi nha các bạn. Đúng rồi. Cao nhân vô bắt con rắn mình rồi. Bắt con rắn mình xong rồi lật cái bẫy mình lên gì nè các bạn. Trả cái bẫy mình lại không có lấy. Rồi thôi kệ đi. Mình ra ngoài mình tổng kết cái thành quả ngày hôm nay cho các bạn xem cái mình thăm bẫy gắn là của chi mình về các bạn ơi. Cái bẫy này đem về luôn. Rồi các bạn ơi mình thăm hết bẫy rồi. Lại chỗ này mình mới vừa trống rồi mình bắt hai mũi dện ra các bạn. Giờ trời ông trời ông chỉ mưa nữa các bạn ơi, nè đỏ đen thui hết trơn rồi. Tranh thủ cái mình về nha các bạn. Mình bắt hai em nó ra nè. Người cho vô cái túi nè. Đó, hôm nay là mình đi thăm bẫy gắn ở Củ Chi là được 1 cặp hổ dện nha các bạn. Hết hồn nha. 1 cặp hổ dện với 3 em gắn hành nha các bạn.
nó mình khỏi cân luôn đi các bạn, nó tầm khoảng khoảng 2,2 kg gắn nha các bạn, hết hồng hết dí không. Hôm nay là coi như cũng chắc vớt được tiền tiền chuột với tiền lúa rồi các bạn, tiền xăng đồ kệ cũng được, cũng vui rồi. Rồi chương trình mình thăm bãi gắn ở Củ Chi hôm nay là đến đây là kết thúc với các bạn. Thì cuối video cũng cho mình gửi lời ha, kính chúc cả nhà cùng tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe ha. Xem video mình thấy vui cho mình xin một like ha, và một cái đăng ký kênh ủng hộ giúp cho kênh mình nó mau phát triển ha. Mình chân thành cảm ơn cả nhà và các bạn đã đồng hành ủng hộ cho kênh Thanh Võ. Xin chào, xin hẹn cả nhà và các bạn video sau.